những ba cơ mới tập chơi thì đi con này nó cũng rất là phù hợp. Thứ nhất là nó cũng nhẹ, thứ hai là cao tầm khoảng 1m6, khoảng 1m6 đổ lên là mình đi đã cũng ok rồi. Duy thì 1m69 thì Duy đang để là nó cũng để chống chân thì nó cũng rất là dễ. Còn những anh em mà thấp thấp xíu thì mình chỉ cần xê cái đít qua chút xíu là mình vẫn chống bình thường nha. Thì Ninja 400 thì nó là một trong những dòng xe cũng đang rất rất là chuộng ở Việt Nam luôn. Đó, những anh em nào mà đua xe, biker mà chuyên nghiệp á, mà thích đua xe chạy trong sân Đại Nam nào đó thì đa phần anh em chơi con này nhiều. Thứ nhất là giá nó tốt, thứ hai là nó đủ điều kiện để cho anh em thỏa được cái đam mê. Hello mọi người, mình là Duy Nino chuyên bán mô tô nha. Thì rất là nhiều anh em trên TikTok, Facebook và YouTube thì hỏi Duy là trên 100 triệu mua xe gì, dưới 100 triệu mua được xe gì anh. Thì hôm nay Duy sẽ làm cái clip này, sẽ nói về nếu mà anh em có chơi 100 triệu thì ở Nino Moto mua được xe gì và dưới 100 triệu thì sẽ mua được xe gì ha. Ok, rồi bây giờ mình nói về trước là dưới 100 triệu đi. 100 triệu là trước mặt mọi người là có con là CB150 nha. Đó, đây là dòng nhà Honda. Là con xe này được ra mắt cũng khoảng 2018-2019 đó mọi người. Nó nhìn nó giống giống như cái form của nó là giống như con CB650, CB300 và CB1000 luôn. Đó, nó cái form nó giống giống nha. Thì cái con xe này á mà bên shop Duy thì nó đâu đó nó tầm khoảng có 60 mấy triệu thôi. Đó. Thì 60 mấy triệu thì anh em mua được một con CB150. Đó, ok, rồi. Tiếp theo mình tiếp là những cái con xe nào mà dưới giá 100 triệu nữa. Thì đây, đây mọi người, đây là có con là MT15 2018-2019. Thì con này Duy cũng bán chỉ có 68 triệu thôi. Đó, quá rẻ. Có đồ chơi sẵn luôn, có những món đồ chơi trên xe sẵn luôn nha mọi người. Rồi, ok. Z300. Đó, anh em thấy con Z300 không? Con xe này ơ đồ mới có 5-6 ngàn cây thôi. Rất là ken luôn. Mà con này thì bên shop Duy đang bán là với giá 88 triệu ha. Là Z300. Anh em có 80 mấy triệu là đã sở hữu được một con Z300 thuộc dạng là mô tô phân khối lớn rồi đó. Bằng A2 mới đi được nha mọi người. Rồi. Thì cùng phân khúc xe này thì mình có con R3. R3 thì 27, 26, 27, 28 thì anh em có thể là mua được R3 khoảng tầm giá khoảng 70 mấy đến 80 mấy triệu. Đó. Là sẽ có được mua được con R3. Và ngoài cái dòng R3 thì có con Ninja 300. Đó, Ninja 300 thì nó đâu đó tầm khoảng 70 mấy, 80 mấy triệu là có xe. Nhưng mà Ninja 300 thì nó lại thêm một cái công nghệ đó là có ABS nha. Còn con R3 thì lại không ABS. Chỉ có đời 2020 nó mới có ABS thôi. Thì cái con 2020 nó thì giá nó lại thì nó cao hơn chút xíu, hơn 100 triệu. Nó tầm khoảng 110 mấy triệu, 120 mấy triệu là anh em sẽ sở hữu được con R3 2020 thuộc upside down và có luôn cái công nghệ ABS thắng ha. Rồi nhìn nó cũng rất là hầm hố luôn nha mọi người. Con này thì Duy đang bán chỉ có giá 59 triệu thôi, quá rẻ luôn. Ở đồ mới vài ngàn cây, có phục upside down đầy đủ hết, 59 triệu. Như một con mô tô phân khối lớn luôn. CBR150 nha. Rồi, đến phân khúc từ 100 triệu đổ lên ha. Ok, rồi. Trước mắt mọi người thì có một con là CBR500 đời 2019-2020 nha. Thì con xe này bên Duy đang bán chỉ với giá là 125 triệu thôi. Đó, 125 triệu thì anh em sẽ mua được con xe này. Này là
CBR500 dòng Sport City. Đó, cũng là rất là phù hợp cho những anh em mới tập chơi. Những biker mới tập chơi thì đi con này nó cũng rất là phù hợp. Thứ nhất là nó cũng nhẹ, thứ hai là cao tầm khoảng 1m6, khoảng 1m6 đổ lên là mình đi đã cũng ok rồi. Duy thì 1m69 thì Duy đang để là nó cũng để chống chân thì nó cũng rất là dễ. Còn những anh em mà thấp thấp xíu thì mình chỉ cần xê cái đít qua chút xíu là mình vẫn chống bình thường nha. Chỉ cần bỏ ra 120 mấy triệu thôi là sở hữu con xe này. Tốc độ tối đa con này cũng khoảng 200 rồi nha, 200 ngoài đó. Như đó là cũng đã đủ phê. Con xe này có công nghệ là có ABS đầy đủ hết. Máy Honda thì luôn lúc nào nó cũng bền. Xài chơi khỏi phải suy nghĩ về chất lượng, về hư vật. Honda siêu bền. Con xe này ở đô là 21.000 cây rồi. Đó, nhưng mà chủ cũng rất là kỹ nên là nhìn từ trên xuống dưới nhìn con xe rất là mới luôn. Bên con xe này đăng ký lần đầu là tháng 1 2020 nha. Đó, tính ra thì mới có sử dụng khoảng 2 năm mấy thôi. Đó, thì 2 năm mấy mà mình cũng tiết kiệm được cũng mấy chục triệu á. Cũng cỡ 5-60 triệu á nha, không bắt đầu. Đó, máy móc thì còn len ken luôn đó, nước sơn zin từ đầu đến chân, ốc thì ốc zin hết. Đó, bô zin luôn. Thì anh em nào thích mà bô độ thì về mua gắn cái bô vô nữa là nổ bao luôn. Nổ đùng đùng chơi là thoải mái luôn. Con xe này là cũng rất là phù hợp cho anh em đi phượt xa rồi các kiểu, là tầm khoảng 400, 500, 300cc là mình đi phượt là rất là ok mọi người. Chứ không cần là đến 1000 đâu, 1000 thật sự nó quá nặng. Thì đó thì nó sẽ đi xa thì sẽ mệt hơn. Rồi, ok. Xin giới thiệu mọi người, đây là con Ninja 400. Mà xe hiện tại thì cửa hàng của Duy thì hết Ninja 400 xe mà để bán rồi. Thì sẵn có đây thì Duy sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Đó, xe có gì có hai cánh đó nha. Con xe này thì nó rơi giá tầm khoảng 100 mấy, 120 mấy và 20 mấy triệu. Thì anh em sẽ có sở hữu luôn một con Ninja 400. Thì Ninja 400 thì nó là một trong những dòng xe cũng đang rất rất là chuộng ở Việt Nam luôn. Đó, những anh em nào mà đua xe, biker mà chuyên nghiệp á, mà thích đua xe chạy trong sân Đại Nam nào đó, thì đa phần anh em chơi con này nhiều. Thứ nhất là giá nó tốt, thứ hai là nó đủ điều kiện để cho anh em thỏa được cái đam mê, thỏa được cái độ sướng, độ feel của nó. Vì nó là 400 mân khói thì chỉ cần làm lại chút xíu thôi thì con xe này mình sẽ chạy được khoảng đường thẳng 180 km/h. Đó, khoảng 180 nha. Vào cua cũng 100 mấy thì nó rất là phê, nó đủ phê rồi. Thứ hai nữa là bảo trì bảo dưỡng con xe này rất là ít. Đó. Nên là con này rất là phù hợp với anh em chạy track, đi phố hay các kiểu là rất là ok. Và trọng lượng thì cũng nhẹ nhàng. Thì tầm khoảng 1m6 rồi anh em là đi thoải mái thôi. Duy 1m69 nha. Đi ngon lành luôn. Thì nó vừa nhẹ nhàng, vừa tiết kiệm xăng mà vừa chi phí rồi các kiểu cũng rất là rẻ. Thì đây là một trong những con xe mà hot ở Việt Nam, Ninja 400. Bán rất là nhiều nha mọi người. Shop Duy bán con xe này hơi bị nhiều luôn. Monster 795 nha. Hiện tại thì bên tiệm Duy còn một con 5.000 cây thì đang về thôi. Thì hiện tại thì không có xe cửa hàng đang về nên là chỉ nói cho anh em thôi. Thì cái con Monster 795 á, thì nó là một trong những dòng xe mà giá rất là tốt mà nó lại ngon bổ rẻ. Đó, đúng chất luôn. Thứ nhất là xe Ducati, thứ hai là độ đẹp thì khỏi nói, khỏi bàn rồi. Đó, thứ ba là gì? Hầm hố và cái máy nó cực kỳ ngầu và cái tiếng máy rất là lực nha mọi người. Nó là tới 800cc. Đó, còn con này thì chỉ 400 thôi. Mấy con nó thì con Monster 795 thì giá thị trường nó tầm khoảng 110 mấy, 120 mấy, 130 mấy triệu thôi. Đó, rất là rẻ luôn, cũng bằng con Ninja 400. Đó là cũng là một trong những con xe mà đáng để chơi với cái giá hơn 100 triệu. Ok. CBR 250. Đó, thì giá nó tầm khoảng 110 mấy, 120 mấy triệu. Thì anh em sẽ sở hữu được một con là CBR 250. Nó cũng thuộc dạng là cùng phân khúc với dòng là Yamaha R3 hoặc là Ninja 400. Thì dòng Honda thì có con là CBR 250.
tuy là 250 thôi nhưng mà thật sự con xe này nó có rất là nhiều công nghệ, có nhiều nhiều thứ hay ho trong con xe đó mọi người. Thứ nhất là con xe này là ga điện nha, phục thì phục upside down đó, có ABS, có đầy đủ tất cả tính năng luôn. Con xe này nó có 3 mod chạy lận nha mọi người. Ninja 400 nè, R3 nè, rồi mấy con CBR500 nè. Trời ơi, không có 3 mod đâu nha. Còn riêng con 250 này là có 3 mod chạy. Đó, công nghệ nhiêu đó cũng đã đủ đỉnh nè. Thì con xe này nó lanh quanh khoảng hơn 100 triệu xíu, 100 mấy triệu, 110 mấy triệu, 120 mấy triệu, tùy theo chiếc xe nha mọi người. À, đặc biệt đây, ở đây thì Duy có hai con này Duy đang bán 109 triệu nè, con này 119 triệu nè. Đó, giá rất là hợp lý để cho anh em mình chơi luôn ha. Đó, đây là cũng là một trong những sự lựa chọn rất là đáng để cho anh em mình chơi. Rồi, ok mọi người, thì bây giờ thì hiện tại trong shop của Duy thì có bao nhiêu đó xe thôi, Duy giới thiệu như đó. Và bây giờ Duy sẽ chỉ cho mọi người nếu mà khi mà mua con xe về á thì cần làm những gì để mình sử dụng con xe nó tốt nhất, và cần những cái chi phí nào để cho con xe yêu quý của mình ha. Ok, bây giờ lên xe cái đi. Thì anh em á, khi mà mua con xe về á, trước mắt á, điều đầu tiên á là cái thủ tục giấy tờ là xong hết á. Ok ha, bây giờ mình nói về chăm sóc con xe thôi. Thì khi mà về đầu tiên á thì anh em trước mắt là nên là phải thay nhớt, là ok, cần thay nhớt là điều đầu tiên nhất. Vì nhớt nó giống như là máu của con máu của mình nha mọi người, nó là như vậy. Nó là máu để nuôi sống cái động cơ, để nói chung là nó quyết định rất là nhiều trong cái con xe. Thì thật sự là vài bình nhớt thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Nên là anh em kỹ tí mua về thì tuy là có thể là khách nó bảo dưỡng mà ít á, mới bảo dưỡng rồi thay nhớt xong á, thì mà được anh em mà nói cho mình biết á thì ok, thì mình chạy thêm vài trăm cây nữa. Còn không á thì mình mua về mình thay luôn cho nó chắc ha. Thì nó sẽ thứ nhất là cho mình an tâm về cái động cơ con xe mình luôn, lúc nào nó cũng trong tình trạng là hoàn hảo nhất, ngon nhất. Chứ bây giờ để mà nhớt mà tầm bậy tầm bạ hay là nhớt nó dơ quá thì chạy một thời gian thì con xe nó lại rất là ảnh hưởng về máy móc nha mọi người. Ok, bây giờ xong về cái nhớt thì bây giờ mình chuyển qua cái nước mát. Thì và nước mát thì Duy là một trong những biker chơi rất là lâu năm, thì theo Duy á, nước mát anh em không cần mà phải là thay nhớt rồi thay nước mát, đúng không? Nước mát rất là lâu bị hết thì mình chỉ cần là kiểm tra thôi. Nếu mà kiểm tra mà nó lại bị hụt á thì mình có thể mình châm vào là ok, chứ không cần thay. Một cái tuổi đời của một nước mát á là nó xài tầm khoảng 20.000 đến 30.000 cây nó mới thay cái nước mát đó. Thì nên là không cần thay đâu, nhưng mà cũng phải là kiểm tra, vì cái nước mát đó, nó là giải nhiệt con xe rất là quan trọng. Và có những cái dòng xe thì nó lại không có tản nhiệt bằng nước đó, thì lại không cần phải kiểm tra, nó khỏe hơn. Nhưng mà mấy con đa phần hiện tại thì nó xài đều là có nước mát hết, thì nên anh em chỉ cần kiểm tra thôi. Tiếp theo là mình phải kiểm tra là cái vỏ xe, cái lớp xe đó. Đó, ví dụ như con xe này đó, cái lớp xe đây, lớp xe này vẫn còn sử dụng được đó, nhưng mà chỉ ở chạy ở những cái tốc độ vừa phải thôi. Còn nếu mà anh em muốn chạy tốc độ cao, mát bít hay là bo cua đồ các kiểu á, thì nên là phải thay một cái cặp lớp mới và phải thông số đúng theo cái con xe của mình đó. Đó là một điều rất là quan trọng nè. Vì cái lớp xe là cái vật mà duy nhất bám ở đường, tiếp đất, tiếp với đường thôi, chỉ có lớp xe thôi. Lớp xe mình chất lượng thì mình chạy nó sẽ an toàn hơn, thắng thì nó sẽ ăn hơn, nó sẽ không bị, nếu mà lớp mà dởm mọi người, lớp mà hết hạn gì đó, mình thắng thì nó dễ bị trượt lắm. Còn những cái lớp nào mà xịn á, mình thắng thì nó sẽ bám đường hơn, nó sẽ thắng rất là ăn và không bị trượt đó, rất là quan trọng luôn nha. Thì cái này anh em lên lưu ý. Thì mình đã bỏ ra số tiền vài trăm triệu, 100-200 triệu rồi, mà cái lớp thì nó cũng đâu đó
7-8 triệu, 5-6 triệu nó cũng không đáng là bao đâu, nhưng mà nó rất là an toàn, nó bảo vệ cho mình, bảo vệ cho con xe mình đó. Cái điều này nên anh em phải chú ý nha. Đây là thật sự là Duy phải đem cái điều này là điều đầu tiên để nói khi mà mua con xe về. Lớp xong rồi tới nhớt, nhớt rồi tới nước đó, này là rất là quan trọng nha mọi người. Khi mà anh em mua cặp lớp á thì nên á, thứ nhất là đúng thông số của cái bánh xe mình, thứ hai nữa là gì, coi cái đách vỏ, coi đách vỏ nó đúng là đách mới không, có những chỗ là nó đách cũ thì lại không được an toàn lắm, nên là tốt nhất là mua cái đách mới nhất ha. Rồi thứ ba là gì, anh em sẽ mua lớp theo theo cái form của mình, cái sở thích của mình, cái cách chạy của mình đó. À, nếu mà anh em chơi cái chạy phổ thông đường phố uống cà phê vòng vòng á thì chỉ cần lớp bình thường là được. Còn nếu mà chạy trong trường, trong track hay là đi đèo rắc đồ á, đi tour tốc độ cao rồi á, nên là phải tìm những cái cặp lớp về thiên về là trường đua nhiều hơn ha. Nó sẽ mềm hơn, nó sẽ bám hơn rất là nhiều, nhưng mà giá thì nó lại cao hơn và nó nhanh mòn hơn, cái điều đó điều đương nhiên nha. Thì đó mình phải chọn cho cái cặp lớp cho phù hợp cho mình. Rồi ok ha. Thì ngoài cái phần lớp ra thì mình phải xem lại thêm một cái là kiểm tra cái lọc gió ha. Cái lọc gió cũng rất là quan trọng, nó là nạp gió vào, lấy gió vào vô boe, vô xuống dưới á, để cho con xe mình nó chạy nó ngọt hơn, nó thao xăng hơn là các kiểu như vậy. Thì nên là khi về là mình coi cái lọc gió nó có dơ quá. Nếu mà con xe nó có lọc gió đồ chơi thì ví dụ giống như Canan đi, hoặc những cái hãng đồ chơi thì có thể là mình vệ sinh lại thôi. Còn nếu mà zin nó dơ quá không được thì mình thay cái mới ha. Thì không có bao nhiêu tiền nhưng mà nó sẽ bảo vệ con xe mình ngon nhất. Rồi ok, thì với là bây giờ là xong cái việc này thì chạy một thời gian thì mình nên bảo dưỡng gì tiếp thì mình Duy sẽ chia sẻ luôn. Thì con xe này khi mà anh em thay nhớt làm hết ok hết rồi ha, rồi xong chạy khoảng 2.000 cây sau thì thật sự là 2.000 cây thì nó cũng là một dạng là chưa gọi là đến thời kỳ thay nhớt đâu, nhưng mà anh em mình kỹ xíu, mình tới 2.000 cây thì mình sẽ đi lại kiểm tra lại nhớt, thay nhớt mới và coi là nước mát coi nó có thiếu không. Và thứ ba thì vỏ thì chắc chắn là nếu mà 2.000 cây mà mới thay thì chắc chắn là chưa, vỏ ít nhất là phải 5.000, 10.000 cây nó mới thay nha mọi người, tùy theo cái loại vỏ thôi đó. Còn rồi mình lại coi vệ sinh cái lọc gió coi nó như thế nào. Thì mỗi lần mà bảo dưỡng một con xe mà khoảng 300cc, 400cc á, thì đâu đó thì tốn khoảng 2 bình nhớt thì đâu đó nếu mà anh mua nhớt xịn thì khoảng cỡ 800-900 ngàn là cái tiền đó. Và tiền thay lọc nhớt và vệ sinh lọc gió thì đâu đó Duy nghĩ chắc khoảng 1 triệu đến 1.2 triệu là đã bảo dưỡng một con xe của mình ngon lành. Chứ thật sự là nó cũng không phải là nó quá là nhiều cái chi phí đâu. Chủ yếu là anh em thì chơi thì mình phải có kiến thức về xe, mình hiểu về cách vận hành của con xe, hiểu được à con xe nó có gì cần làm và không nên làm thì mình sẽ sử dụng nó. Thì lúc đó thì anh em sử dụng con xe nó vừa tiết kiệm về tiền, vừa tiết kiệm về con xe nó luôn, lúc nào nó cũng là trong cái trạng thái hoàn hảo ha. Đó, chứ thật sự không có tốn nhiều tiền đâu mọi người. Mọi người nghe tổ đâu chơi mô tô và phải cái tiền bảo dưỡng này nó khủng khiếp lắm, nhưng mà thật sự là nó rất là bình thường. Rồi ok mọi người, thì Duy đã làm xong cái clip về con xe dưới 100 triệu và trên 100 triệu và kể cả vận hành con xe như thế nào. Thì nếu mà anh em nào có thích thì nhớ cho Duy một like nha. Xe thì càng tốt. Ok, bye bye.